phải nhớ. Trong Thi Thiên 103, trước kia Thi Thiên nói rằng chớ quên các ơn huệ của Ngài. Bởi có người hay quên đó. Có khi không cố ý, nhưng có khi cũng cố ý nữa, không nhớ. Chưa nói là phản bội, mà từ tiếng Việt chúng ta đã ra sắc là vong ân bội nghĩa. Tội lỗi đã làm cho con người vong ân bội nghĩa, méo mó về nhận thức. Dĩ nhiên lịch sử không nói hết, trong suốt 100 năm sẽ quên người này, nhớ người kia. Nhưng điều quan trọng chúng ta phải nhớ, như lời của nhà truyền giáo trứ danh của Ấn Độ là Vyakari, khi người ta ngồi lại để nhắc về công khó của ông, thì ông đã nói một số câu trước khi kết thúc cuộc đời trần gian. Ông nói rằng các anh em ơi, thôi đừng nhắc lại việc làm của tôi Vyakari, mà hãy nhắc và nhớ việc Chúa làm cho anh em. Bây giờ bao nhiêu người biết được Vyakari? Không phải chúng ta, các dân tộc khác, mà ngay cả dân Ấn Độ cũng chưa biết hết cuộc đời của ông. Nhưng phải nhớ đến Chúa, đấng mà ở đây sứ đồ Phao-lô nói vào thánh thể Tê-sa-ni-ca, đó là những người tuân theo Chúa mà làm việc này. Cảm ơn Chúa, bởi vì nhiều người đã tuân theo Chúa để truyền đạo cho chúng ta, để dắt dẫn chúng ta. Mà trong tiểu sử khi nãy chúng ta đã ngồi nghe rồi, nhưng mà 100 năm chỉ chừng đó thì làm sao nói hết. Nói như vậy nhiều người còn sầm xì, dài quá, dài quá. Thế thì bây giờ chúng ta được Chúa kêu gọi để đánh thức cái nhận biết của chúng ta, cái trí ngộ của chúng ta, những điều chúng ta nhận ra, đó là cái động từ nhớ. Bởi vì quá khứ là một bài học rất quý báu cho từng đời sống của chúng ta. Lúc ba tôi còn sống thì ba tôi ghi cả một cái gia phả. Ông Sơ, ông Cố, rồi ông nội tên gì, tên gì đến đời của tôi. Tờ giấy đó tôi bỏ ra mất rồi. Cho nên bây giờ tôi chỉ còn nhớ ông Cố của tôi thôi. Mà không biết cái năm sinh có đúng không, cái tên thì có lẽ đúng, cái họ thì không sai bởi vì họ Thái thôi. Nhưng mà trên nữa tôi không nhớ. Và nhất là tôi không biết mặt ông Cố tôi, mặt dài, mặt tròn, mà sao không nhớ đâu. Tôi chỉ nhớ được bà nội tôi mà thôi. Thế thì làm sao chúng ta nhớ tất cả những gì 100 năm trải qua, hơn hai cái thời đại khoảng 40 năm, 100 năm là hai thời đại rưỡi, trải qua biết bao nhiêu những người có mặt rồi đã qua đi. Hãy nhớ những công việc của họ là truyền đạo để chúng ta được cứu, và dẫn dắt trong lời của Chúa để chúng ta được trở về. Bao nhiêu lúc không bị sợ. Gideon buồn khi dân sự Chúa không còn nhớ đến ông. Chúng ta xem ở trong quan sát đoạn thứ 8 đó, họ không còn lòng thảo đối với nhà của Gideon. Khi mà Gideon giúp họ đánh thắng quân Madian, họ rất là cảm ơn và họ nói rằng xin ông và gia đình ông cai trị chúng tôi đi. Gideon nói rằng không, chúng tôi không cai trị các anh em mà Chúa cai trị. Nhưng rồi thời gian trôi qua thì họ quên hết rồi những việc mà cái đô và gia đình của Dương đã làm, không có làm đối thảo đâu phải không. Nhưng buồn là chi quý vị, vì trong các bộ sách đoạn 8 có nói đến Chúa Giê-hô-va, họ còn quên mà
Cho nên một khi Đức Chúa Trời hành động tại đất nước Việt Nam hơn 100 năm mà chúng ta không biết tạ ơn thì một sư Nguyễn Văn A, một ông B không có gì cả. Rồi sáng mới là một nhân vật lớn vô cùng trong lịch sử của dân Do Thái. Đến một thời họ thấy rằng thôi con họ không giống nhau, xếp bỏ xin một vua như các dân tộc chung quanh. Họ bỏ chế độ thần quyền ra bước vào chế độ nhân trị. Đây là một cái sự xuống dốc về cái đạo thuộc linh của dân Israel. Samuel buồn và thưa với Chúa, nghĩa là họ không cần nữa. Một người đã đứng giữa lịch sử trước đó và sau đó, vừa là tiên tri, vừa là thầy tế lễ, vân vân, nhưng họ gặp qua Samuel buồn. Ở trong Kinh Thánh, Samuel thứ nhất cũng cần tả về việc làm gì. Nhưng Chúa yên hứa Samuel, ta mà chúng nó còn quên dấu chi là ngươi. Ta dẫn dắt họ suốt cả lịch sử mà giờ họ không quan tâm. Lịch sử dân Israel ở trong cái chế độ thần quyền, Đức Chúa Trời trực tiếp cai trị qua tiên tri, thầy tế lễ. Bây giờ họ còn quên, họ muốn tìm một người vua là con người đi cai trị họ. Và đây là một hành động rất là nguy hiểm. Và suốt cả từ vua Sa-la cho đến vị vua cuối cùng của dân Israel hay là của Sa-la-đi, nó xuống là buồn bã. Sa-la-đi buồn, Gê-đô-ôn buồn, rất nhiều người buồn vì cái tình người là như thế. Vì vậy bây giờ sáng hôm nay cái đánh động trước cái tâm trí chúng ta, cái sự nhận biết của chúng ta chỉ cần nhớ thôi, nhớ như thế nào một việc khác. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ lại để tạ ơn Chúa, để cảm ơn tiền nhân những người tuân theo Chúa mà đến đây, mà có một số giáo sĩ bỏ mạng của mình tại đây, chôn ở tại Việt Nam, không có họ lớn hơn. Cho nên từ xưa đến Việt Nam 100 năm và bây giờ tôi tiếp tục viết thêm đó, tôi muốn cho tất cả chúng ta nghĩ rằng đây là điều cơ bản không thể nào không nhớ. Trước nhiên cảm tạ Chúa vì Chúa đưa họ, cảm tạ Chúa vì họ tuân giữ những gì mà Chúa truyền dạy để làm công việc cho chúng ta, để hình thành một hội thánh của Chúa tại đây 100 năm. Điều thứ hai, Kinh Thánh chép, hãy nghĩ xem sự cuối cùng của đời họ là như thế nào. Bây giờ chúng ta nhớ lại 100 năm trước ai đến đây, và bây giờ họ chết ở đâu, họ chết về việc gì, họ chôn ở đâu, chúng ta không biết. Lịch sử đến cái này 100 năm chúng ta đọc, chúng ta biết, nhưng bây giờ chỉ có một số ngôi mộ chôn ở Ân Từ Viên, thành phố Hồ Chí Minh. Và khi đọc lên cái tên của họ, chúng ta biết họ đã làm gì, viết cái quyển thần đạo học mà chúng ta xài cho đến bây giờ, viết cái quyển thánh kinh từ điển mà chúng ta thấy hết sức là hay, giúp cho chúng ta một sự chuẩn mực khi chúng ta đối diện với những khó khăn. Quá nhiều vì đó sự tiền phong còn để chính hàng cốt của họ tại Việt Nam. Vậy ở đây cái chữ nghĩ này đó, nó được dịch là một sự suy nghĩ, ngẫm nghĩ sâu hơn, chứ không phải chỉ nhớ, tôi biết mà. Thường thường tôi đi các nơi thì có một số tín đồ gặp tôi, dạ chào mục sư, dạ chào ông, chào bà, mừng quá. Nhưng mà tôi hiểu quá ông này là ai à? Bà này là không chào mình á. Thì thôi, chào vui là đủ rồi, mong kiểu.
Mục sư nhớ tôi không? Câu đó là khó. Tôi có nhớ. Thì tôi có nhớ. Bởi vì người này tôi đã gặp ở đâu đó một vài ba lần. Tôi nhớ nha. Thôi tôi nói đủ thì nói. Tôi tên gì? Đó. Nghĩa là họ không phải chỉ muốn cho mình nhớ chung chung mà phải nhớ họ tên gì. Mà nếu mà tôi trả lời họ hỏi nữa, đúng, phải tới như vậy làm sao nhớ hết thưa quý vị. Đi tới Mỹ, tới Pháp, tới Úc, nhiều người hỏi câu đó. Mà xin thưa, tôi là một người nhớ khá lắm nha, trí tôi khá lắm á, nhớ không hết à. Mà ai mà tôi gặp một lần, gặp lần sau nhớ, nhưng mà phải nhớ là tên gì, rồi gặp ở đâu đó. Thậm chí gọi là anh chị được mấy đứa con, mấy dạ thưa mục sư, bốn đứa rồi. Ủa, mục sư làm lễ cưới cho con mà không nhớ à? Xin lỗi. Thế thì bây giờ cái nhớ đó, mà bây giờ cái chữ nghĩ đó, ở trong Kinh Thánh dịch đó là một sự ngẫm nghĩ, một sự suy xét xa hơn, xa đến cuối cùng của đời họ. Và cái chữ này cũng có nghĩa là hãy nhìn họ để làm gương, họ giảm như thế, họ cũng sống tốt như thế nào, họ hy sinh ra làm sao. Mary lấy một chai dầu trong tầm hương thật quý giá để xức cho Chúa Giêsu. Giuđa thì nói là thì uổng quá, phí quá, phải không? Không. Chúa đánh giá rất cao, mà chừng nào mà Đức Thánh Phaolô giảng thì việc này được nhắc đến, nó kéo dài cho đến bây giờ. Còn cái mùi thơm của nước hoa, của chai dầu nó sức cho Chúa, còn cái gì đâu, phải không? Cuối cùng của đời họ như thế nào? Ở trong Daniel đoạn 12 đó là những người mà dắt đưa người khác về với Chúa đó thì tương lai họ sẽ được sáng rực như những con cung ở trên trời. Chúa muốn nói đến những cái gì cũng được kết quả đó. Ngày nay dân người về với Chúa khó quá, nhưng mà rồi đây chúng ta sẽ gặp họ trong tương lai. Chúng ta phải vui mừng một niềm vui thiên thượng. Và chỉ giờ phút đó chúng ta mới đánh giá đúng mà thôi. Cho nên chữ nghĩ ở đây có nghĩa là suy gẫm xa hơn, sâu hơn đến cuối cùng của đời họ. Và đó là gương thật là quý giá. Họ được gì? Họ mất gì? Chúng ta phải xem những người trước chúng ta đó, họ cống hiến cho Đức Chúa Trời một cách âm thầm mà chúng ta không ai biết. Trong bảy hội thánh đó là sách Khải Huyền, mỗi hội thánh khác nhau về nhiều phương diện, nhưng giống nhau ở một từ là Chúa nói ta biết. Chúa biết hội thánh như thế nào dù người ta không biết. Hãy hầu vì Chúa hết lòng nói gương những tiền nhân suy nghĩ đến cuối cùng của đời họ để chúng ta thấy rõ hơn cuối cùng của họ là như thế nào. Tạ ơn Chúa không phải chỉ bằng nụ cười mà cả trong nước mắt nữa. Hãy nhớ cách sống của họ và cách chết của họ có một điều như thế. Hãy nghĩ và nhớ đến cái cách sống của họ, cái cách chết của họ, nghĩa là đi sâu hơn. Tôi học Chúa ở tại Hồng Thánh Phú Lâm vào một năm. Mỗi ngày kia trong sinh hoạt, đốt Kinh Thánh rồi đốt vui đủ thứ. Một trưởng ban thanh niên đốt một câu này. Đốt các bạn, bà mục sư Thái Phước Trường tên gì? Tất cả người xôn xao cả.
cái gì hồi nào khi mà ông đi trường đó mà, nhưng mà câu đó là bà tên gì, ba mươi mốt năm mà không biết bà một sư trường tên gì đó. Bởi vì từ khi tin Chúa rồi có chồng, nhà tôi hoàn toàn được gọi là bà một sư trường mà có không ai quan tâm đến bà tên gì. Ở đây không biết có ai biết không, là không biết được. Nhưng mà không sao, những người thân quen học chung lớp con vân thì biết, không phải tất cả ai cũng biết đâu. Cái chữ nhớ đó là cái tâm trí gợi lên, nhưng chữ nghĩ là nó sâu hơn để gẫm suy bàn bạc học hỏi những gì mà người đó sống ra làm sao và chết như thế nào. Những việc mà chúng tôi làm cách đây 30 năm, thỉnh thoảng những người đi Mỹ vẫn còn nhớ, mà xin lỗi tôi nhưng tôi không nhớ. Bởi vì khi tôi làm công việc đó chỉ vì Chúa mà tôi làm, tôi không bao giờ nhớ. Nhưng chính họ, những người thọ ơn đó, họ vẫn nhớ. Họ nhớ tôi làm việc đó ở đâu, lúc nào, năm nào, tháng nào đó kìa. Trách nhiệm của mỗi người chúng ta không phải nhớ trong tâm trí để biết, mà phải ngẫm suy, ngẫm nghĩ, và qua đó nó có phải học cái bộ gì. Đi sâu hơn chúng ta sẽ thấy tại sao Chúa lại làm công việc đó trên hội thánh nhà, trên gia đình và trên hội thánh của chúng ta. Có những việc chúng ta không nhớ bởi vì nó không ấn tượng lắm, nhưng mà có những việc không bao giờ quên vì ấn tượng rất là sâu xa. Có một con gái Chúa ông làm trung vào thánh Phú Lâm và tôi nâng đỡ làm đám cưới cho con họ, còn nâng cảm ơn mục sư vì mục sư